Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một kèo AROP đến từ cái dự án Floki Inlu. Thì cái kèo này thì nó đã list ở trên cái sàn sàn CoinMarketCap nhé. Và cái giá của nó hiện tại đang rất là thấp, 0,00028, gần sấp xỉ 0,00030 nhé. Thì đó giá vẫn còn đang thấp, cho nên sau này thì giá nó có thể có cái cơ hội x 50 đến 100 lần. Và chúng ta sẽ làm cái kèo AROP này để chúng ta nhận miễn phí 400 cái token Floki. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào nút Start để chúng ta làm cái nhiệm vụ. Ở đây thì nó nhắc lại cái thông tin cho chúng ta. Chúng ta sẽ nhận 400 cái token, 400.000 cái token Floki, sấp xỉ 15 đô nhé các bạn. Và mỗi một lượt Z thì bạn sẽ nhận được thêm 100 cái token này, sấp xỉ 4 đô. Rồi ok, thì các bạn hãy bấm vào nút Join AROP. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào phần join vào cái chúng ta sẽ bấm vào cái submit này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram channel. Ở đây thì các bạn bấm join, chúng ta bấm tham gia. Rồi cái nhóm này của mình thì nó đang bị full cho nên là mình sẽ phải xóa bớt cái. Rồi các bạn quay trở lại. Ở đây nó yêu cầu mình gửi cái username của Telegram nhé. Thì các bạn không nhớ được cái username Telegram của các bạn thì các bạn bấm vào đây. Chúng ta bấm vào hai ba chấm này, chúng ta sao chép lại cái liên kết này. Để chúng ta tí nữa chúng ta quay lại. Sau đó các bạn back lại. Các bạn back lại một lần nữa nhé. Các bạn bấm vào ba chấm ba gạch ở đây. Các bạn bấm vào setting. Rồi ở đây thì các bạn copy cho mình cái username của cái Telegram này. Sau đó các bạn quay trở lại. Đó, các bạn vào phần tìm kiếm. Các bạn dán cho mình cái link mà lúc nãy mình copy nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy được cái link cái bot Telegram này, chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta gửi cái username vào đây. Còn các bạn nào mà nhớ thì các bạn không phải làm cái bước này nhé. Rồi cái nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta follow Twitter. Ở đây các bạn bấm theo dõi giúp mình. Thì cái kèo AROP này đang khá là rất là nhiều người tham gia. Cái trang chính của nó là đang có 307.100 người theo dõi, tức là người tham gia. Ở đây thì nó cung cấp cho chúng ta cái mã hợp đồng của cả hai mạng ETH và mạng BSC. Chúng ta có thể add cái token này vào ví nhé các bạn. Rồi cái bài này thì các bạn có thể bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Ở dưới này cũng thế. Rồi các bạn quay trở lại bot giúp mình. Ở đây thì yêu cầu mình gửi link profile link. Thì các bạn hãy khởi động lại cái app Twitter cho mình. Các bạn bấm vào avatar, bấm vào hồ sơ. Rồi ở đây các bạn bấm vào ba chấm, bấm nút chia sẻ. Rồi các bạn bấm sao chép cho mình cái link này. Các bạn quay trở lại, các bạn dán cho mình cái link Twitter của các bạn vào đây. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là yêu cầu mình gửi địa chỉ ví BSC BEP20. Cái này các bạn có thể lấy trên cái ví chút Binance hoặc MetaMask đều được nhé. Trên cái ví chút các bạn chọn cho mình cái đồng BLB. Các bạn bấm vào phần nhận. Các bạn bấm vào đây để chúng ta sao chép địa chỉ ví. Các bạn quay trở lại, các bạn dán vào đây cho mình. Rồi nhiệm vụ của chúng ta thì như vậy đã xong. Thì sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ nhận được 400.000 cái token này. Các bạn bấm vào đây để chúng ta kiểm tra số dư. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào đây để chúng ta lấy link. Đây là cái link giới thiệu, các bạn copy cái link này. Mỗi một người bạn giới thiệu bạn sẽ nhận được thêm 100 cái token này sấp xỉ 4 đô nhé. Các bạn bấm vào withdraw cho mình. Thì ở đây nó yêu cầu mình là tối thiểu là mình phải có 1 triệu cái đồng token, số dư 1 triệu cái đồng token thì mình mới rút được. Và khi như vậy thì khi mà chúng ta làm xong nhiệm vụ chúng ta nhận được ở đây là 400.000. Như vậy thì chúng ta sẽ phải giới thiệu đâu đó khoảng tầm 10 người. Giới thiệu tầm 10 người thì chúng ta mới đủ min rút nhé các bạn. Khi nào đủ min rút thì các bạn quay trở lại, các bạn bấm vào withdraw. Rồi ok, thì cái video chia sẻ cái kèo AROP để nhận miễn phí 40.000 cái token Floki. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.